Check the mic and make sure it sound right, boys. Một trong những mẫu chuột tạo đẳng cấp cho Trackball của Elecom là Deft Pro M-DPT1MRBK. Giữa rất nhiều các dòng chuột vừa đa dạng về chức năng lẫn kiểu dáng thì Deft Pro Trackball lại nổi lên như một hiện tượng với thiết kế độc đáo. Sở hữu thiết kế khoa học và khả năng điều khiển bằng các ngón tay một cách dễ dàng, Deft Pro Trackball được chế tạo để giảm cử động của cổ tay, giữ cho bàn tay và cánh tay hoàn toàn thư giãn. So với những mẫu chuột truyền thống, Deft Pro Trackball MDPT1MRBK gồm 8 nút và viên bi xoay nằm phía trên mặt thân chuột. Thiết kế chuột cong thái học dựa trên 6 điểm tiếp xúc giữa hệ cơ và xương bàn tay. Các lợi ích mà thiết kế cong thái học mang lại là tạo ra tính ưu việt hơn và giảm cử động tay, cũng như là hiện tượng căng cơ mỏi cổ tay. Thêm vào đó là sẽ tối ưu hơn việc dùng chuột cho người khuyết tật, người cao tuổi và những người đang gặp vấn đề về xương khớp. Deft Pro có size LL với kích thước tương ứng là rộng 91,4mm, dài 133,4mm và cao 57,3mm, nặng 162g. Kích thước này rất vừa vặn với kích cỡ tay nam giới, còn với nữ giới thì sẽ tạo ra cảm giác thoải mái hơn so với những mẫu chuột Trackball size M của hãng. Không chỉ có nút LED dry cơ bản, Deft Pro Trackball được trang bị thêm 8 nút tích hợp. Deft Pro có 3 chế độ tốc độ trỏ chuột, viết tắt là DPI. Mức thấp là 500, 1000 là mức trung và 1500 là mức cao. Bạn cũng có thể dễ dàng chuyển đổi con trỏ chuột nhanh hay chậm phù hợp với từng nhu cầu sử dụng trong công việc cũng như giải trí. Vấn đề bạn lo ngại con lăn chuột sử dụng thời gian lâu sẽ bị mất độ nhạy, Deft Pro Trackball đã được thay đổi bằng cách sử dụng điều khiển không có ma sát. Có nghĩa là nó được thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động từ cơ sang cảm biến quang học bằng tia laser. Điều này giúp cho con lăn có thể nghiêng khi lăn, đem lại sự thú vị mới lạ cho người sử dụng chuột. Cảm biến quang học còn giúp cho chuột tiêu thụ điện năng thấp hơn. Nếu bạn lại tiếp tục lo lắng về nút switch sẽ bị liệt khi nhấp quá nhiều, vậy thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì MDPT1MRBK được trang bị công tắc có độ bền cao tới 10 triệu lần nhấp từ Omron. Thương hiệu luôn nằm trong danh sách dẫn đầu về độ bền switch và nổi tiếng về việc tạo ra cảm giác nhấp chuột thoải mái. 8 nút chức năng có thể set up lại theo sở thích của bạn qua phần mềm Elecom Mount Assistant sẵn có từ web của Elecom. Bạn có thể tải xuống miễn phí và cài đặt lại các nút chức năng sao cho phù hợp với nhu cầu công việc hoặc chơi game của mình. Về kết nối, Deft Pro có thể kết nối bằng 3 cách: Bluetooth, USB Receiver, kết nối không dây USB-A, Micro USB. Người dùng có thể linh hoạt kết nối theo cách mà bạn muốn, hoàn toàn yên tâm khi Deft Pro Trackball được các kỹ sư của Elecom thiết kế và đảm bảo kết nối này đáng tin cậy và an toàn. MDPT1MRBK sử dụng pin 2A và thời lượng pin sẽ phụ thuộc vào kiểu kết nối cũng như là chế độ mà bạn lựa chọn, cụ thể như sau. Ở chế độ kết nối không dây Receiver, chế độ năng lượng thấp, pin sẽ sử dụng được khoảng 301 ngày. Ở chế độ cao, pin sẽ sử dụng được khoảng 211 ngày. Nếu bạn kết nối chuột bằng kết nối Bluetooth ở chế độ năng lượng thấp, pin sẽ sử dụng được khoảng 366 ngày. Ở tốc độ cao, pin sẽ sử dụng được khoảng 240 ngày. Chế độ năng lượng thấp hay tốc độ cao đều có thể điều chỉnh được qua nút gạt ở dưới thân chuột. Chế độ năng lượng thấp sẽ giúp cho bạn tiết kiệm pin hơn. Đồng thời, bạn cũng có thể điều chỉnh tốc độ chuột phù hợp với mức năng lượng đang có. Viên bi xoay được thiết kế dễ dàng lấy ra khỏi trục để có thể vệ sinh dễ dàng ở bên trong. Chuột phù hợp với mọi không gian và tất cả các thiết bị từ PC, laptop, iPad, TV, điện thoại, v.v. Deft Pro Trackball sử dụng một cách dễ dàng và thuận tiện, kiểu dáng độc lạ tăng thêm phần cá tính và đẳng cấp cho người sử dụng. Trackball Elecom, khác biệt tạo đẳng cấp. Song Tấn, nhà phân phối công nghệ cao.